Lịch gần cuối vụ mùa xẻ rồi, xẻ ra là xẻ ra, xẻ chớm ra rồi. Anh em đánh cũng sẽ khó khăn hơn, nhưng mà anh em vẫn còn chơi rất là mạnh, kỹ thuật bây giờ cao rồi, loa hay, tiếng hay, xẻ chớm ra hay xẻ ra anh em đều bắt được hết nhá. Thì vẫn là loa độ cho anh em chuyên đánh xẻ nhá, loa check cao cấp độ cho anh em chuyên đánh xẻ. Đây, loa này gọi là loa thạch anh bằng giấy nhá, giới thiệu cùng anh em này, thạch anh bằng giấy này. Thế có thạch anh bằng giấy này không mà mình độ, mà chia sẻ với anh em luôn nhá, khi mà mình độ loa đánh xẻ hiện tại giờ ấy, thì mình độ hay nhất đấy là độ trên cái loa VKE898 nhá, VKE898 như này. Thì mình bỏ con loa bát ra, mình gắn loa check vào thì nó rất là nhẹ nhàng thôi. Đây là cái vỏ hộp bao bì của nó này. Cái loa này loa nó đời mới nhất 2018 nhá. Chức năng tắt nguồn trên tay điều khiển và chức năng là chạy một bài mặc định nhá. Đây. Thế còn và cái check này ấy, nếu mà anh em và các bác gắn một cái check này không ấy thì nó sẽ không khai thác hết công suất được. Âm thanh nó không có trong, không có đanh, không có giòn. Mà muốn hay nhất ấy là mình phải kết hợp hai con này nhá. Đó là con thạch anh dây đồng. Con thạch anh dây đồng này. Đấy. Và con thạch anh bằng giấy, hai con này kết hợp vào với nhau thì sẽ cho ra cái âm thanh là hay nhất, chuẩn nhất nhá. Đấy các bác nhá. Còn cái âm có thể anh dây đồng này, nó làm nhiệm vụ là có cuộn dây đồng này để kích lên thêm cho cái loa bát này thì nó to hơn, công suất nó đạt hơn nhá. Ở đây gọi là loa độ nhá. Thế còn về độ dây con thạch anh dây đồng này ấy, thì lúc trước ấy thì shop chưa liên hệ được, mà chỉ có con thạch anh dây đồng mới nguyên nhá, mới nguyên độ vào đây. Thì khi các bác hàn như vậy thì là cả hai con nó cùng kêu, với là con thạch anh này cũng kêu này, con chiếc này cũng kêu, mà nó sẽ lấy một phần dây đồng của con thạch anh này để nó kích cái loa bằng giấy này lên. Thế nhưng mà anh em mà thợ chơi chuyên nghiệp thì người ta sẽ có cách làm nó hay hơn nữa. Nhưng mà đây tôi giới thiệu trước là con này, con khi anh em đấu vào ấy thì nó sẽ cùng kêu. Đây này, đây là bấm chưa. Rồi. Khi đấu vào ấy thì nó sẽ cùng kêu luôn. Con này là con mới nguyên ha. Đấy. Khi anh em lấy cái con này ấy, là cái con thạch anh dây đồng mới nguyên, chưa can thiệp gì, câu vào cái này thì nó cũng lấy được một phần cái công suất của dây đồng này, nó kích cái loa này lên, nó kích loa này lên. Thế nhưng mà nó cũng chưa đạt công suất hay thật sự nhé, tại vì nó còn lẫn cái tiếng của con check này nữa, nó âm thanh không được trung thực lắm. Thì người thợ chuyên nghiệp họ sẽ có cái cách làm ấy, là cái này là tôi mới tìm hiểu được thôi nhé, nhưng mà cực kỳ âm thanh cực kỳ tốt. Đó là họ sẽ độ lại cái con thạch anh đồng này, họ độ lại cái con này là con mới tôi để sang một bên. Thì những cái con này là những cái con mà thợ đã độ rồi, tôi mới nhập về đây. Những con này còn độ rồi nhá các bác nhá. Đã độ rồi có nghĩa là đã xử lý rồi, còn xử lý như nào ấy thì chia sẻ với các bác luôn đấy, là người ta tháo ra này, xong rồi nó tính cái vòng dây, xong rồi nó cuốn lại nhá, cuốn lại và hàn lại cái chân, và người ta làm sao nó cuốn cái vòng dây vào đây ấy, mà người ta lại không làm cho cái con thạch anh này kêu, ngắt cái con thạch này đi, không cho con thạch này kêu nữa, thì cái con thạch anh này lúc này ấy, chỉ còn tác dụng ấy là nó chứa cuộn dây đồng, và người ta lấy cuộn dây đồng này người ta kích lên cho cái con bằng giấy này nhé. Thì nói tóm lại là cái con thạch anh đồng này ấy, là con thạch anh đã qua xử lý. Đây này, đa phần đã qua xử lý sẽ có cái dấu keo này, dấu keo 502 người ta dán lại này, tại vì cái này người ta đã tháo ra, người ta cuốn lại, người ta tính theo
tính theo cái số vòng dây nhá, tính theo số vòng dây, tính theo cái cực, người ta hàn theo kiểu khác, ngắt âm thanh của nó đi. Đây, đây tôi thử luôn này, loa này vẫn chạy này. Đấy, thì khi đưa vào con này ấy, thì con này sẽ không phát ra âm thanh. Đấy, nó sẽ không phát ra âm thanh nữa nhá. Đây, nó không phát ra âm thanh nữa. Thì lúc này ấy, cái con này ấy, nó chỉ có tác dụng, nó chỉ có tác dụng là lấy cuộn dây đồng này để kích cái con bảng giấy này lên thôi. Thì là âm thanh phát ra ấy, là phát chỉ một mình từ cái loa chiếc Thạch Anh bảng giấy này, thì âm thanh nó sẽ đong, nó đanh, nó chuẩn, nó trong hơn, nó trung thực với những sẻ hơn. Thế còn cái con này là cái con mới tinh, con mới nguyên mà chưa can thiệp vào ấy, thì khi câu vào ấy thì nó sẽ phát ra tiếng kêu nữa, thì nó làm lẫn thành tạp âm nhé. Đấy, nó làm lẫn tạp âm thì nó sẽ không được hay. Cái đây điển hình là cái con này, con này nhá, con này là tôi đã độ rồi đây, rồi rồi đây. Đấy, cứ như này là sẽ gắn vào trong loa là chơi nhá. Thưa với các bác, với cái loa độ như này ấy, thì âm thanh tiếng sẻ nó là hay nhất, trung thực nhất, anh em không phải chê bất cứ điểm gì. Cái này là tôi đã tìm hiểu rất kỹ những cái anh thợ chuyên nghiệp họ làm, và họ đã tư vấn rồi nghiên cứu thêm cho cái thợ điện tử. Cái thợ điện tử là họ sẽ làm cái này được nhá. Đấy, họ thợ điện tử họ mới làm được cái này, thì tôi bản thân tôi không làm được, tôi không can thiệp vào con này được. Đấy, tôi chỉ mua con mới nguyên này và hàn vào thôi, thì âm thanh nó vẫn không được hay lắm, nó chưa được chuẩn nhất, chưa được chuẩn. Thế còn với cái con Thạch Anh mà thợ đã can thiệp rồi ấy, đây này, thợ người ta đã can thiệp rồi, nó quấn lại dây rồi ấy, thì đây các bác đang nghe đấy, cực kỳ luôn, không phải che điểm gì nhé. Hàng cao cấp cho anh em chuyên đánh chim sẻ nhá. Với cái loa này thì mùa sẻ ra anh em vẫn đánh bình thường nhá các bác nhá. Sẻ ra, sẻ chớm ra anh em vẫn chơi bình thường. Tại vì cái âm thanh nó rất là trung thực, nó rất là giống, rất là chuẩn nhá. Đấy, loa độ siêu chép đi mấy này, cái con chép chép độ này này, Thạch Anh cũng là độ luôn này. Đấy, hàng này gọi là hàng xe chép cao cấp để cho anh em đánh sẻ nhá. Thế cái này thì sẽ bóc con loa bát ra, nếu mà các bác có nhu cầu mua thì bóc loa bát này ra này, thả vào trong này và úp nó vào, thì nó sẽ nằm gọn ở trong này luôn, không có thò ra ngoài bất cứ một cái gì hết nhé. Rất là nhẹ, nó chỉ có 2 lạng mấy 3 lạng thôi. Còn các bác nào mà có loa rồi muốn mua cái cụm chép này ấy, thì là sẽ không có rác này đâu nhé các bác nhá, không có rác này theo đâu, mà tôi chỉ hàn ra các bác được 2 dây thò ra thôi. 2 dây thò ra thì các bác và các bác câu vào cái dây của bản mạch loa dẫn ra ấy là sẽ được nhá. Đấy, hay được nhá. Đối với cái nói giá luôn để các bác nắm được này nhá. Đối với cái loa chép độ cao cấp này ấy, thì sẽ là 180.000 nhá. 180.000 cho một bộ như này. Nhưng mà các bác